Tin giáo phận Mỹ Tho thông báo về ngày lễ khai mạc năm thánh các thánh từ đạo tại Việt Nam. Hôm 5 tháng 6 vừa qua, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh, Tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho đã có thông báo gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa về lễ khai mạc năm thánh mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam nhân 30 năm ngày phong thánh. Thông báo có đoạn viết như sau. Trong thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam gửi Cộng đoàn Dân Chúa ngày 1 tháng 5 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn định ngày 19 tháng 6 năm 2018 là ngày khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, đồng thời chọn trung tâm hành hương Ba Dòng của giáo phận Mỹ Tho là địa điểm hành hương trong năm thánh của giáo tỉnh Sài Gòn. Từ đây, Cha Phaolô thông báo chi tiết về lễ khai mạc tại trung tâm hành hương Ba Dòng, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 với các hoạt động như đồng hành thiêng liêng, bí tích hòa giải, kiệu ảnh các thánh từ đạo Việt Nam, diễn nguyện và thánh lễ. Đồng thời, trong suốt thời gian năm thánh từ 19 tháng 6 đến 24 tháng 11 năm 2018, Trung tâm Hành Hương Ba Dòng, Giáo phận Mỹ Tho sẵn sàng tiếp đón quý khách hành hương đến hành hương và cầu nguyện tại trung tâm.